Trước khi bắt đầu video, sóc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ để đoàn sóc con có động lực thực hiện video này. Cảm ơn tất cả các bạn. Mấy ngày hôm sau, căn hộ của Hứa Thanh có một vị khách không mời mà đến. "Xin chào, cô Khương, tôi là cảnh sát từng liên lạc với cô lúc trước. Đây là thẻ của tôi, tôi tên Hoa Phong, cảnh sát Hoa." "Chào anh." Khương hòa hí hửng đáp lại, nhưng ngay sau đó cả căn phòng lại rơi vào im lặng vì vốn dĩ cảnh sát tới là để điều tra thân phận anh cảnh sát nhìn thấy người trước mắt có chút quen thuộc hình như là cái người đó đúng chứ cái người mà hứa thanh với khương hòa thì đưa mắt nhìn nhau không biết anh ta nói tới ai không sai tôi chính là hứa đại nhân ở trên kênh youtube em sóc review he he ông cháu hứa thanh ảo tưởng không ngần ngại mà lên tiếng nhưng anh cảnh sát bảo không phải đang nói chuyện với khương hòa khiến cho ông cháu quê một dòng sông không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục anh cảnh sát chỉ về góc tường rồi nói thêm nhìn thấy chiếc cần câu kia tôi mới xác định được Lúc trước khi tôi đang đuổi bắt người kích điện cá, hai cô gái cùng làm bạn câu ở đó còn chỉ đường cho tôi nữa, là cô đúng chứ?" Khương Hòa nhớ lại. "À, thì ra là anh cảnh sát đó, đúng, là tôi và bạn tôi." Cô nàng đáp. "Vậy chúng ta đúng là rất có duyên đấy ha ha, mấy tên kích điện cá kia đúng là rất đáng hận. Bất kể to nhỏ gì cũng hốt hết, để bọn họ kích điện như vậy thì sau này không còn cá nữa mất, có bắt được không?" Khương Hòa phấn khích hỏi. Anh cảnh sát trả lời, "Bọn họ chạy quá nhanh, đuổi theo hai ba lần thì cũng chỉ bắt được một lần thôi." Lại nói hai người vẫn luôn ở cùng nhau sao? Khương Hòa không một chút chần chừ liền xác nhận, đúng là ở cùng nhau, chúng tôi là bạn trai bạn gái, khi nói đôi má có chút ửng hồng. Kỳ thực thì, đối mặt với mấy anh chàng quan phủ thời hiện đại này, Khương Hòa vẫn chút bất an, tuy rằng cảm giác giống như là lải nhải những chuyện thường ngày, nhưng tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác, nhìn xung quanh căn nhà một lần, anh cảnh sát vừa lấy lời khai vừa ghi chép, căn hộ này nhìn có vẻ cũng lâu đời rồi. Là hai người thuê sao? Những câu hỏi của cảnh sát hết sức nghiêm túc, nhất thời làm cho Khương Hòa có chút run sợ cô nàng nắm chặt tay lên tiếng trả lời một cách ấp úng là của bạn trai tôi trước đây anh ấy vẫn luôn ở chỗ này sau này tôi mới chuyển tới đây ồ vậy à anh cảnh sát định hỏi gì tiếp nhưng lúc này hứa thanh đã cắt ngang cô cậu bưng hai ly nước đặt xuống bàn nhe nhở nói nào hai anh cảnh sát vất vả rồi uống hớp nước đi cảm ơn không vất vả đây đều là chuyện chúng tôi nên làm hai anh cảnh sát cười tươi đáp lại rồi ánh mắt của một người chú ý tới mấy quyển sách thi thử cấp 3 đặt trên bàn bỗng dưng có xét đánh ngang tai Bài tập cấp 2 sao, không phải cô Khương 20 tuổi rồi sao? Lúc này viên cảnh sát lập tức tỏ ra nghiêm túc, ánh mắt tra xét đặt trên người Hứa Thanh. Anh Hứa, mạo muội hỏi một câu, hai người sinh con khi nào vậy? Hứa Thanh run lẩy bẩy, lập tức chỉ về phía Khương Hòa. À không à không, không phải là sinh con, mấy thứ này là dành cho cô ấy dùng, còn Khương Hòa thì méo hiểu cái gì? Sao đột nhiên không khí đáng sợ vậy nhỉ? Hả? À, cái gì? Hai người cảnh sát nghe vậy ngớ người, Hứa Thanh gãi đầu gãi tay giải thích, à, không phải cô ấy vẫn luôn là người thất học sao? cũng không thể cứ mãi làm một người mù chữ được tôi muốn bổ sung lại những kiến thức mà ngày trước nên học cho cô ấy quay trở lại quỹ đạo cuộc sống mà một người bình thường nên có vừa nói cu cậu vừa nắm lấy tay khương hòa rồi bọn họ lại bắt đầu phát cơm chó cho hai anh cảnh sát và cả các bạn viewer kênh sóc fa anh cảnh sát thì vẫn đang ngơ ra méo hiểu hứa thanh đang nói gì quay trở lại quỹ đạo cuộc sống của người bình thường ư hôm nay bọn họ tới là để hỏi thăm một số tình hình trên đường đã giả lập rất nhiều vấn đề duy nhất chỉ không ngờ tới loại tình huống này cô khương tôi có thể xem bài tập một chút không? Có thể nha. Khương Hòa hăng hái trả lời, khi giờ sách ra, anh cảnh sát lại được phen ngạc nhiên lần nữa, trên sách là vô số hình ảnh kiếm đạo được đâm vào người Tiểu Minh và Tiểu Hồng. Ha ha xem ra cô nàng căm thù Tiểu Minh và Tiểu Hồng lắm đây mà, anh cảnh sát đổ mồ hôi hột, giống y như một đứa trẻ chán học, sau khi gấp sách lại, anh cảnh sát lại hỏi, vậy bình thường hai người cũng sinh hoạt như vậy sao? Ừm, tôi làm video, cô ấy livestream cùng với tôi, chơi game gì đó. Hứa Thanh nhanh nhảu trả lời, lúc này ánh mắt của viên cảnh sát lại hướng tới thanh kiếm đặt trên kệ anh hứa à hứa thanh như bừng tỉnh con mở nó buổi sáng luyện kiếm quên cất vào trong phòng rồi ngay sau đó cu cậu phi như bay đi tới cầm thanh kiếm lên rồi trình bày anh cảnh sát à anh nghe tôi giải thích đây là đồ dùng cho công việc thương hiệu quảng cáo tăng cho tôi đó là kiếm công cụ không được mài sắc rất an toàn những lời cu cậu nói anh cảnh sát đều cẩn thận ghi lại nhưng lúc này khương hòa lại gạt đi sự thực không phải như vậy đâu cảnh sát hoa à rồi cô nàng chỉ tay lên đầu mình mà nói, thực không dám giấu, thực ra là chỗ này của anh ấy có chút vấn đề, lúc nào anh ấy cũng cảm thấy mình là một đại hiệp. Còn thích cắt ghép video võ hiệp gì đó nữa, tôi đã từng nói với anh ấy rất nhiều lần rồi, hứa thanh nghe xong liền ngây ngốc, mãi một lúc sau cô cậu mới bắt được sóng. Thế là hai người bọn họ lại đấu võ mùng trước sự chứng kiến của hai viên cảnh sát trẻ, anh không có nha, anh có, đừng có chối, đến cuối cùng viên cảnh sát liền lên tiếng ngăn bọn họ lại. Thôi được rồi, trong nhà có bày thứ này là rất bình thường, anh hứa bình tĩnh một chút, đừng đem ra ngoài là được. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi về cuộc sống của cô Khương. À được ạ, à, anh cứ hỏi đi. Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng bọn họ cũng ra về. Nhìn bóng họ rời đi khỏi khu chung cư từ trên cửa sổ, Khương Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, hình như không sao rồi, có lẽ vậy. Nói không chừng mấy ngày nữa sẽ lại tới đấy. Lời này của Hứa Thanh khiến cho cô nàng dựng tóc gáy, "Hả? À, không phải trước khi sắp đi anh ấy đã nói sao? Đừng căng thẳng, lần này chúng tôi chỉ tới để tìm hiểu tình hình của cô một chút mà thôi." Khương Hòa tỏ ra vẻ mặt hết sức mệt mỏi, ở bên dưới, anh cảnh sát Hoa Phong nhìn lên căn hộ của bọn họ với cái nhìn hết sức đam chiêu, "Hoa Phong à, sao thế? À không có gì, đi thôi, chúng ta đi hỏi chú bảo vệ ở cổng thử xem, rồi bọn họ đi tới chỗ chú Triệu để điều tra." Chuyển cảnh, lúc này Khương Hòa đang nhận đơn hàng của shipper. Sau khi nhận hàng xong, cô nàng cầm hộp đồ bước nhanh vào nhà đặt trên bàn, Hứa Thanh với cả Bí Đao đều tò mò, không biết cô nàng mua cái gì. "Là hạt giống hoa oải hương." Khương Hòa rạng rỡ đáp, "Ồ, em muốn trồng hoa sao? Đúng thế, sau khi số hoa hồng lúc trước tàn, em đã chuẩn bị đất rồi, muốn trồng một thứ gì đó, vẻ mặt cô nàng vô cùng hào hứng, có thể trồng được không? Trồng cây thân mọng sẽ đơn giản hơn một. Chút nhỉ, Hứa Thanh có chút nghi hoặc hỏi, chắc chắn có thể, Khương Hòa trả lời một cách chắc nịch, còn bí đao thì cứ gạt qua gạt lại mà nghịch ngợm. Hứa Thanh cảm thấy trồng ít hoa cỏ trong nhà đúng thật là cũng không tồi, có lẽ đây chính là niềm vui của cuộc sống. Vậy là trong nhà của bọn họ bây giờ đã có ba loại cây, cây gừng, cây xương rồng tròn, và cả hoa oải hương nữa rồi cu cậu mở to mắt chợt nhận ra điều gì đó liền chỉ về phía bí đao mà bảo em hãy chú ý chút đi đừng để bí đao đánh đổ đấy vẻ mặt của bí đao tỏ ra hết sức là đê hèn khương hòa vừa thốt ra câu bí đao sao có thể nó đã gạt ngay một hạt giống rơi xuống đất hứa thanh bảo rằng đây chính là thiên tính của mèo vậy em sẽ để ở trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ khương hòa liền ôm chậu cây chạy đi đặt chậu hoa bên bệ cửa sổ khương hòa liền tưới nước cho nó trong lòng không ngừng cảm thấy có đôi lúc cái miệng quạ đen của hứa thanh rất là linh nghiệm cũng không biết có phải do thiếu thông tin hay không tốt nhất đừng bị anh ấy nói chúng mới được ngày hôm sau hứa thanh ngồi ôm laptop vẻ mặt hết sức là nghiêm túc thở ra toàn đạo lý khổng tử châu du lịch quốc thực ra chỉ là đi qua đi lại ở một vùng của sơn đông thôi đợi em đi nhiều non sống nam bắc một ngày là có thể bay từ nội mông đến quảng đông còn lợi hại hơn cả ông ấy hòa nghe xong hòa chấm hỏi đầy đầu còn bí đao thì kiểu thả tao ra để tao cắn nó bay ơi hứa thanh vẫn không buông tha tiếp tục nói có thể xem bản đồ muốn đi đâu anh đi cùng em nếu là thật thì bí đao lại ở nhà một mình nên nó trao cho ông cháu cái nhìn khinh bỉ thực ra hứa thanh cũng chưa ra ngoài chơi được mấy lần xa nhất cũng chỉ là chuyến đi tốt nghiệp đi đến nga mi còn không được vui lắm khương hòa nghe được đi chơi thì sướng rên vội nhất bí đao lên trên không trung chúng ta sẽ ngồi máy bay sao sẽ được ngồi nhưng em phải chọn một nơi xa một chút nếu không máy bay còn chưa kịp cất cánh thì đã đến nơi rồi tiền em kiếm được đều có thể dùng để ra ngoài chơi thuận tiện mời anh đi cùng cứ coi như báo đáp anh đã nuôi em lâu như vậy cũng được hứa thanh phải phẫn nói nhưng ngay sau đó khương hòa liền trao cho cô cậu cái nhìn đầy sát khí em cảm thấy vẫn luôn là em nuôi anh anh xem anh ngày ngày ngồi như này nhà em quét em dọn cơm em nấu anh đến giờ thì rửa tay rồi ngồi thẳng xuống ăn cơm còn không phải em nuôi anh sao hứa thanh nghe vậy thì cảm thấy nhột trong lòng liền rửa trò dâm dê đê tiện mà cha cô nàng đa tạ nữ hiệp qua đây anh thưởng cho nè tránh xa em ra đồ cuồng dâm đại thiếu hiệp tuy mùng nói vậy nhưng cuối cùng cô nàng vẫn áp sát lại gần để mặc cho hứa thanh thích làm gì thì làm trong đầu thì vẫn đang suy nghĩ mông lung ngoài thành phố có tỉnh ngoài tỉnh có quốc gia ngoài quốc gia có châu lục nếu đặt mình trong thế giới này mình chỉ là một hạt bụi không đáng nhắc đến rồi cô nàng hí hửng lên tiếng thế giới rộng lớn thật thật muốn ra ngoài xem thử hứa thanh liền xoa đầu khương hòa rồi dùng bờ vai của mình để cô nàng tựa vào lo liệu xong chuyện trước mắt đã danh tính còn chưa đến tay đâu thời gian cứ thế trôi đi chả mấy chốc là đã tới lập đông hứa thanh cùng khương hòa khoác trên mình những bộ đồ hết sức ấm áp chiếc khăn len mua từ hung ngưu lan trước nữ nay mới có cơ hội để sử dụng khương hòa vui sướng chạy ra ngoài tuyết sắp rơi rồi nhỉ bộ dạng trông giống hệt những đứa trẻ em thích tuyết rơi vậy sao cảm giác năm nay lại sắp trôi qua rồi lại nói về vấn đề xác minh danh tính điều này làm cho hứa thanh có chút khổ tâm cũng không biết bên kia có trình tự như nào dù sao cũng thật phiền phức đã đợi hơn nửa tháng rồi còn bị đồn công an thông báo phải tới đó một chuyến hai người họ cùng nhau đi tới cục cảnh sát nhìn thấy bên đường đang tổ chức một đám cưới cô dâu trông thật xinh đẹp trong lòng khương hòa lại có chút hậm hực mình rất nghi ngờ đến lúc đó liệu tên này có thể tìm được kiệu không rồi cô nàng chạy tới trước mặt hứa thanh mà hỏi cặp đôi bình thường trước khi kết hôn sẽ làm những gì với bản tính dâm dê đê tiện của mình hứa thanh liền trêu chọc ừ thì ăn cơm trước cảnh, ăn kem trước cổng khương hòa trao cho cô cậu cái nhìn hết sức yêu thương em đang nói cái khác à thì là theo đuổi hẹn hò cầu hôn kết hôn hứa thanh vội vàng liệt kê khương hòa lại hỏi thế cầu hôn thì như thế nào thì là anh quỳ xuống em gả cho anh Khương Hòa cảm thấy những điều này đều không hề bình thường, thật là vô lý. Hứa Thanh gào mồm lên giải thích, này rất là bình thường đấy, cầu hôn vốn dĩ chính là như vậy, người ta cầu hôn đều ôm hoa rồi lấy nhẫn đến cầu. Đến chỗ của bà cô nhỏ này sao lại biến thành không bình thường rồi, ngay sau đó Khương Hòa trao cho Hứa Thanh cái nhìn đám đuối. Rồi cô nàng hớn hở mà bảo rằng, vậy anh quỳ xuống đi, điều này thật đột ngột khiến cho Hứa Thanh có chút ngơ ngác, hả, à, hiện tại, cầu hôn, ở đây sao, không phải anh nói là cần quỳ xuống sao, anh chưa chuẩn bị gì cả, không nhẫn không hoa, cầu kiểu gì, ông cháu hứa thanh dựng hết tóc gáy lên mà giải thích. Vậy đúng là không bình thường, Khương Hòa mặt đỏ phụng phịu, trong thâm tâm cô nàng cảm thấy, đem kiệu ra khiêng về là được rồi. Cầu cái quỷ gì, không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ tên này quỳ xuống khóc lóc cầu xin mình gả cho anh ấy, nghĩ thôi mà toàn thân đã nổi hết da gà rồi. Lẽ nào còn có thể không kết hôn chắc, đã ngủ lâu như vậy rồi, khi tới cục cảnh sát, Khương Hòa cùng một đồng chí cảnh sát đi vào trong, còn hứa thanh thì ngồi ngoài chờ. Trong lòng cu cậu có chút lo lắng, không biết cụ thể sẽ xử lý như thế nào, nhìn có vẻ không dễ, có vài chi tiết mình vẫn chưa nghĩ kỹ càng, hỏi thằng chuột nó cũng không nói. Dù sao bên phía bọn họ cũng điều tra được tương đối rồi, có lẽ cuối cùng sẽ giao cho bên phòng hộ khẩu, rồi Hứa Thanh nhất điện thoại lên nhắn tin cho Tần Hạo. Còn mấy bước nữa thế, tao nào biết, bên bọn tao chỉ phụ trách điều tra, sau đó đưa cho lãnh đạo phê chuẩn, may chỉ cần biết không dễ dàng là được. Vội cái rắm, Tần Hạo trả lời, Hứa Thanh bảo rằng vội kết hôn đấy, hôm nay cô ấy còn dục tao cầu hôn cô ấy nữa. Điều này làm cho thanh niên FA Tần Hạo cảm thấy bị sỉ nhục. À cả các bạn viewer kênh em sóc FA nữa, cu cậu vội vàng xóa cái tên đê hành kia khỏi danh sách bạn bè. Ở bên này thì sau một hồi thẩm vấn, Khương Hòa cũng đã đi ra. Nhìn về phía Hứa Thanh, cô nàng lắc đầu lia lịa như anh em 26 Sơn La. Hứa Thanh biết rằng việc này không phải hoàn thành trong một sớm một chiều được, liền đứng dậy đội mũ cho lão bà. Khương Hòa khoác chặt tay Hứa Thanh, bẽn lẽn bảo rằng anh lợi hại thật, vẫn luôn muốn biến em thành một người hiện đại chân chính. Hứa Thanh không nói gì. Trong lòng biết được rằng, cô ấy như này là định ôm lấy mình rồi hôn một cái ngay trước nơi chấp pháp nghiêm túc nghiêm minh này đây mà. Lúc này Khương Hòa nhỏ nhẹ nói rằng: "Đã thành công rồi, vừa rồi đã chụp ảnh xong, đợi làm xong sẽ gửi truyền phát cho chúng ta." Nhưng ông cháu Hứa Thanh vẫn còn đê mê tê phê, não chưa kịp loát. Chỉ ừ nhẹ một tiếng, một lúc sau cô cậu mới gào toáng lên: "Cái gì? Thành rồi, nay đã thành rồi, vậy vừa rồi lúc em đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ đó là chuyện gì vậy?" Điều này làm cho một anh cảnh sát phải ra nhắc nhở: "Xin đừng ồn ào lớn tiếng." khương hòa rung răng rung rẻ bảo rằng nghĩ đến lúc đó chứng minh thư được gửi đến tạo một bất ngờ cho anh kết quả không nhịn được mới đi ra hai bước đã nói cho anh rồi còn hứa thanh thì vẫn đang hoảng hốt chân đứng không vững nữa rồi thật sự thành công rồi làm được rồi sao khương hòa nở ra một nụ cười mãn nguyện thành công rồi một cô nhi muốn làm người bình thường dưới sự trợ giúp của công dân thành phố nhiệt tình hứa tiên sinh quay trở về cuộc sống bình thường Video của em sắp đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên bố thí cho em sắp xin ít like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo ạ. À.